liếm luôn đấu trường luôn mọi người. À bên đây thì lại top 1 Ngọc ư. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây bị Ngọc cũng test luôn rồi, bị Ngọc cũng content luôn rồi. Đây là đội hình sói Sonya, sói Sonya với lại là Coco Lily May. Sói Sonya Coco Lily May. Tôi ở đây tôi có Luca. Trời ơi tôi content nữa, lại đi hình gà, tôi content với bạn luôn. Bạn bên đây bạn đi Sonya mang huyết, tôi đi ánh sáng luôn này. Rồi, không chơi thằng đúng không? Mình xanh chín luôn, mình xanh sờ chín luôn này. Con sói của mày hơi cùi với em mà bị sói của người ta xấu sao, sói này cùi quá. Mấy con Sonya mua quýnh map này nó hơi bị lỗ ha, cảm giác con Sonya quýnh map này nó hơi bị thiệt thòi so với những người khác đó mấy anh em. Tôi cảm giác như vậy, cảm giác con Sonya nó hơi bị thiệt thòi á. What kind of treasure awaits us today? Ủa mà cái đồ hình này chơi bút con gì? Ok. Nếu như mình chơi ánh sáng thì mình lấy con gì mình bút hả mini? Ok. Nếu như mà mình chơi ánh sáng thì mình chơi con gì để mình bút? Mình chơi ánh sáng thì mình chơi con gì để mình bút? Con này à. Trời má sao mà nó lỏ quá vậy? Ôi má sao mà nó lỏ quá vậy? Ôi má còn cái đồ hình nào mà đỡ lỏ hơn được không? Má nó lỏ vãi cứt luôn, thề luôn á trời. Má thì chứ. Con ngựa được không? Thừa tăng rồi, sao lại thừa tăng mấy anh em? Charge bravely for the divine light. Phơm này toàn phơm cận chiến mà, phơm cận chiến này ba ánh sáng này, ba ánh sáng này mình đủ rồi, mình lấy thêm bút đi, không Lily May thôi coi. Louis này ông cũng không nâng luôn chứ, trời ơi ông nâng XP đâu. Ông chủ hạt này không có nâng XP mọi người, ông nâng toàn đam không à mọi người à, ông nâng toàn là đam không à. Ủa quải thì chơ. Thấy sự banh kia vô được. Lấy sự banh kia vô bút cho lực được không? Mình lấy sự banh kia vô mình bút cho nó lực được không? Nói coi coi thử coi thì đi con ba ánh sáng thử như thế nào mọi người. Đây tôi đang đi thử ba ánh sáng thử như thế nào nè. Đây con này chặt phải chết luôn một con không, con này bay vô chặt cái chết luôn một con không bạc. Ôi ui vui ôi ơi chị ơi, ơi chị quýnh như vậy là chết con đĩ mẹ người ta rồi chị ơi. Trời chị ơi không ổn mà chị ơi, 100% máu mà chị quýnh cái bạc vậy là chết mẹ người ta rồi chị ơi. Đồ cái đồ hình lỏ vãi cứt mà quýnh vinh. Trời ơi 36 giây cái quần què gì, con sôn da nó quýnh thường một cái chết luôn kìa. Ôi mấy vãi cứt kìa, bị cái đồ hình ba quánh sáng lỏ vãi cứt luôn quýnh bóng quýnh. Trời ơi mấy ơi, con sôn da nó chọc một cái chết một con luôn nè mấy ông. Đâu lộn, con bla nó chọc một cái chết một con luôn. Trời ơi mấy ông coi nè, con vừa la đầy cái máu luôn mấy ông coi, cái quả này nè, đây mấy ông coi nè, nó bắn con một nàng con vừa la nhưng còn nguyên máu luôn nha. Nè mấy ông coi nè. Đây nè, được bút được đồ đầy đủ luôn nha, được ăn bánh nè, sói bút hào quang chiến lan đồ đầy đủ luôn nè. Nè một chọc nè, bạc 50% máu đi. Nè con sói nguyên đầy cái máu nó uống thường nè mấy ông, con uống con sói chịu không nở luôn nè. Đây. Nè này thì sói 100% máu đúng không? Bạc một chọc đi. Đúng rồi. Rồi được con vừa la nó quanh sót mọi người, được tôi sẽ quýnh đồ hình này tôi quýnh tiếp rồi. Hẳn có Luca luôn, có Luca quýnh luôn, Luca luôn cho mấy anh em coi mấy anh em đồ hình quýnh ở đây thằng Lily May đấu chương 1. Bên kia cũng sói một đồng đóng sói ra, bên kia nó bút hết cho sói, bên kia sói xấu xào chả khỏe ơ kìa, nói như bạn mất quan điểm bạn.
Bên kia người ta xối xấu sao, bên cung vừa la 5 sao quýnh hai bên ngang kiều mà không thằng mà ở kệ. Quýnh mình quan điểm rõ ràng nha, bên này Luke đồ con cung vừa la bên kia xối người ta xấu sao kệ. Rõ ràng nha. Bây giờ tôi biết cách chơi con này rồi, tôi biết cách chơi con này rồi mấy ông à, tôi biết cách chơi con quỷ này rồi mấy ông. Ludo. Tôi biết cách chơi rồi, tại Ludo bên yếu quá, Ludo bên đi chứ 3 sao mọi người ạ. À. Ludo bên đi chứ 3 sao, Ludo bên đi 3 sao là ngon rồi. Ludo bên đi 3 sao tôi cũng cái định Ludo không li li may luôn mấy ông, chắc li li may luôn đòi nữa. Miền Đức hay vậy lắm, Miền Đức hay vậy, Miền Đức thì sáng kêu, Miền Đức thì kêu vừa con son da yếu lắm. Ừ. Miền Đức không test xong mình tới Miền Đức hay ganh tị lắm. Miền Đức ganh tị anh chán lắm. Anh Ti ấy gọi anh Ti ánh sáng lắm. Tôi thấy bạn anh Ti ánh sáng lắm rồi đó. Con gì nữa ta? Test cả sáng rồi thôi. Con gì nữa cho nó đỡ lỏ mấy ông. Cái bên đùa ánh sáng cơ nào đi được để coi test con nào của ta để lấy thêm đam vô không? Lấy đam vô bút được không? Cô à, như vậy đi ha, chắc cô ấy với ạc này không còn bút với ông, ạc này hết bút rồi, không có bút với ông, ạc này thì nâng tuần đam không mà, ạc này nâng tuần tướng đam không mà, đây Luca ôm lên, chết mẹ rồi, con Lily May bị con Lily con Vla đằng sau bị đơm rồi, không được rồi, con Vla đằng sau bị con Lily May đá thẳng luôn rồi mấy anh em à, ồ những đồ hình nó lạc quỷ sao mấy ông à, những đồ hình nó lạc quỷ bị cướp ra. Cái con nào mà nó hỗ trợ bút bút được không? Em bắp này là bắp ba này, ông này lực hơn nè, ông này có ra nè. Con Lily May bay thẳng con Vla luôn mà. Đây đồ hình bạn bè này lực hơn nè, Lily May 6 sao. Oda 6 sao, sói phơm này, đây quýnh đi trang gì luôn nè. Cái đồ hình nào mà tỷ binh đánh sáng nó không có bút, không có con nào bút ngon á, ví dụ như chỗ này mà con thay con Smokin này mà con đam được không? Thấy con Smokey này bằng con đam mệt được không? Đam tới vô có đỡ hết được. Con Louis vô đó cũng không có được ngon á. Thấy bằng con đam nó coi bộ nó có ít cho đời được không? Thấy bằng con đam tôi coi con đam này phẩm mở chưa? Ồ con đam này còn chưa mở luôn. Thôi cho tao dục luôn rồi. Dục luôn, dục mấy ông nội, dục con nó bỏ rồi đó. Thôi. Con này lấy Rowan vô tạm cũng được, mấy nên nó lấy Rowan vô đi. Lấy ra quanh vô cũng được mấy anh em à. Đây, Odai 6 sao, Lily May 6 sao, sói 3 sao, combo mang huyết ngành map 3. Ồ, Odai đúng rồi sau Freedom luôn. Odai với chúng tôi, Odai với chúng tôi. Con Vla nó quýnh kìa. Trời ơi, được. Ồ, nó chập cái là điên con mấy ông mà. Cô với chúng tôi. Trời ơi, má con Vla này nó ao trình map 3 vãi mấy ông à. Uầy. Mấy ông cô đam của Vla lại đam của Sonya kìa. Được. Mày đồ hình này được mấy anh em ơi, được. Một bắn một con mấy anh em ơi. Đây, thằng map 3 combo rừng. Đây cũng cầm một combo ngành. Đó, quýnh luôn combo này luôn, À, quýnh dưới rừng luôn nè, rừng Tai Chi, Lily May, Hewin. Tự nhiên cũng có quỷ cô này, nhìn con cô này nó lạc quẻ thiệt á chứ. Rồi đây bút năng lượng lên, rồi cô bút lên, một đá. Bắt. Đi con Hewin, đi không? Ờ đi con Hewin rồi, xong rồi, đi con Hewin rồi. Rồi đây con Sonya quẩy tiếng sau, rồi ao trình rừng. Trời ơi, đó tôi nói ao trình rừng, đi win. Ôi má, trời má con Sonya này, gọi Debit luôn, mày Debit cao vậy cứ cái luôn này trời ơi. Sao mấy bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Nó ra nó cứu lại cái form Luca con Vla chưa? Sao bây giờ nó cứu lại chưa với em ơi? Nó cứu lại chưa? Nó cứu ác hơn, nó cứu ác kinh chưa mấy anh em? Mắt một rồi, trời ơi, mắt một xong khủng khiếp vậy. Bò siêu tươi, mắt 4. Ôi. Ôi cái gì nữa đây vậy? Cái con gì đây vậy? Rồi đó gu của mấy em này chơi dài gu độc lạ quá ta.
xin bác vô chung được không nghe anh, là bác vô chung là sao, vô chung là sao anh? Ờ Luca từ tôi xếp, tôi biết cách áp dụng con này rồi, tôi biết cách áp dụng công thức con này rồi mấy anh em, con này công thức của con này dễ lắm đấy. Ơi ông ấy, cái công thức của con này, ạc này không có Sinbad mấy anh em, thông cảm mấy anh em à. ạc này không có Sinbad mấy anh em, ạc này không có Sinbad mấy anh em, thông cảm mấy anh em mà bị không có bút luôn á, mỗi một lần đi kiếm bút whip cổ với cứ kê mày, ạc này đi kiếm một bút kiếm đúng lạc quẻ luôn á. Rồi đây con Sonya bị đá rồi nè, rồi ở hàng sau còn phải bơm đốt máu rồi. Rồi Rowan bơm năng lượng lên một bắn con Tay Si đi không, Tay Si chết luôn không, một bắn áp trứng luôn không. Rồi họ bay hơn quá, ồ bay bơ đốt kìa, ui ôi má nhìn con bay bơ kìa. Không sao, chúng ta còn Sonya, Sonya làm được, Sonya lại Luca làm được, được hãy trả lời một câu đi Sonya. Đi Han gọi Sonya trả lời được mà đúng không, được Sonya mà làm được mà đúng không, mình không cần vừa la mình cũng làm được mà đúng không, mình làm được mà Luca và đó Luca mà lại Sonya làm được mà đúng không, mình làm được mà. Ôi sao mà bộ bu cái cục đó đông quá vậy, mình làm được mà đại đô đốc. Chị ơi mình làm được mà, mình sẽ làm được mà. Rồi xong bị ngắt năng lượng luôn rồi, đi rồi. Rồi chọc phi kiếm lướt, trời ơi má tôi thấy dùng dãy vô lực, tiếp vẫn được. Tới Sonya mình 1-5 được không, mình 1-5 thử coi được không, đâm kiếm rồi hết lực mấy em rồi mày. Ủa sao bút Coco hả, nó bút nhầm Coco à, nó coi thử bên kia nó gây bao nhiêu đam vậy. Ui miệng bay bơ đốt kìa, thì nó trâu mà, ai bút lại mấy em, đâu lại tôi bút nhầm à, hôm nay tôi bút nhầm, tôi bút nhầm Coco mọi người, tôi bút nhầm Coco đúng rồi. Này tôi bút nhầm Coco đúng rồi mọi người, tôi bút nhầm Coco phải bút vào la chứ, đúng rồi, tôi bút để bút lại mọi người, này tôi bút nhầm con Coco, này bút nhầm Coco mọi người, này bút vào la mới đúng rồi nè. Rồi đâm đi Sonya đấy, nhồi máu vô đấy, rồi Sonya đâm nè đấy, giờ nãy xếp nhầm mọi người à, rồi nãy giờ sự cố xếp nhầm. Ồ Luca nó trâu, bút lên Coco đúng rồi, bắn con bướm rồi, sắp đúng cái ao trình luôn đúng không, sắp đúng cái là ao trình luôn rồi, con Sonya nó quýnh kìa, rồi con Sonya nó quýnh, rồi nãy mình bút sai, nãy mình bút sai mọi người à, nãy mình bút sai, bút đúng cái đi luôn à, nãy mình bút sai, trời ơi bút đúng cái ao trình luôn vậy đây này, nãy mình bút sai top 5 đúng không, top 5 như trung ban hay sao á, top 5 đúng không, đâu top 5 ai đâu, top 5 tên gì, top 5 là Yura, quan trọng tìm được Yura hay không thôi chứ. Yura Thái Bảo Chippy đây, Yura đây. Ủa đồ hình này nãy uống rồi mà, đồ hình này uống rồi, đồ hình đây Yura nè, top 5 nè, đồ hình này trời, đồ hình này thì uống dễ. Ôi đồ hình này nhót vậy cứ kìa, ôi đồ hình này thì ao vải đạn ra, đồ hình này quýnh rồi, đồ hình này cũng xôn da mà, xôn da nó chọc cho hai chọc với con thằng đi rồi. Ôi đó test thực tế cho mấy anh em luôn đó mấy anh em à, đó thì đánh mấy ông top 5 toàn là bạn bè trong bang không, tự nhiên quýnh người ta trong bang không nổi, đi mượn ngặt người ta còn quýnh trong bang người ta nữa, đổ bày nữa, bày cho ngày mai lắm mất phút nó chửi nữa, đổ đi mượn ngặt người ta quýnh em trong bang, đâu bớt điên em nổi. Mấy trời ơi đủ đi chọc nữa, chọc nó chúng nó chửi nữa. Trời má đi mượn ngặt của người ta còn quýnh anh em trong bang của người ta nữa đủ. Vừa phải đâu ông nội, đủ quýnh mai bóc phốt điểm quần luôn á. Mấy cái đồ hình này nó lạc quỷ thì chứ chỗ này. Giúp mẹ nè lấy ra qua vô đi. Thôi không công ta nói mấy em, mang tiếng chết khổ lắm, tôi giờ mệt lắm, làm tôi làm yên bình mất công kêu đi tạo drama để kiếm view kiếm đồ nó khổ mấy em, mà nãy thua này nè, nãy uống thua này giờ lấy vô thắng rồi nè, đấy ao trình nản luôn mấy em. Chung là con Vla này tôi chốt một câu rồi, đợi mạnh
đâu mà mạnh xứng đáng một trong những con tướng gọi là cứu vớt trong giai đoạn cuối đấy, nhưng mà mạnh một câu thôi, mạnh con Sonja này khỏe mấy anh em, con Sonja đáng chơi, nhưng mà mấy anh em nào pro player tiếng Việt mấy anh em có thể giải thích cho tôi cái chỗ này được không? Tell me. Mấy anh em có thể giải thích cho tôi cái vũ khí độc quyền cấp 4 này được không? Mấy anh em pro và tiếng Việt cho mấy anh em có thể giải thích cho tôi, đọc cả ngày hôm nay tôi không hiểu cái tiếng Việt này là cái gì, mấy ông đọc, mấy ông có thể giải thích cho tôi cái này được không? Mấy ông có thể giải thích cho tôi cái vũ khí độc quyền cấp 4 đó là cái gì được không? Bạn nào biết không? Chỉ giùm tôi cái này thôi. Cái vũ khí độc quyền cấp 3 nó giảm 40% sát thương phải nhận cho thành viên, thì sáng tôi nghĩ là giảm cho thành viên. Thì trong thành viên giao ước có nghĩa là đồng minh liên kết còn sống, nó nghĩa là khi mà nó liên kết với hai con còn sống á thì nó sẽ giảm sát thương và 50% lượng sát thương đó nó sẽ chia sẻ. Còn cái vũ khí độc quyền cấp 4 á thì nó sẽ giảm sát thương mà các thành viên khác sang sẻ xuống, là cái sát thương mà cái sát thương xe này, cái 50% xe của cho thành viên này giảm xuống còn 40% nữa. Là sao nữa? Là cái này mấy bạn hướng dẫn cho tôi được không? Sợ tôi sợ bị hiểu nhầm sau này tôi làm nội dung bị sai á. Có nghĩa là cái sát thương là cái sát thương này là một, đúng không? Bây giờ nha, bây giờ cái giảm sát thương này là giảm 40% sát thương phải nhận cho hai cái thành viên giao ước. Xong rồi nếu như hai thành viên giao ước đó nhận sát thương, nó sẽ xe thêm 50% lượng sát thương này cho các thành viên khác. Nhưng mà không kết liễu rồi, xong rồi cái 50% sát thương xe của năm cho 50% xe sát thương cho thành viên khác, nó sẽ giảm xuống 40% tiếp à. Là nó xe cái 40% của 50% này à, hay là 40% này của cái nào, đúng không? Tiêu tôi hiểu đúng không? 40% của cái 40% này hay là 40% này của cái 50%? Mấy anh em chỉ cần cho tôi nhiêu đó thôi, mấy ông chỉ cần đọc đúng cho tôi một cái thôi. 40% của 40% hay là 40 của 50? Giảm 40 của 50, đúng không? 40 của 50 đúng không? Rồi ok hiểu rồi, mấy bạn giải thích cho tôi gì hiểu rồi, để sau này tôi làm nội dung cho đúng mấy anh em, mà chứ tôi đọc cái chỗ này nó cứ lấn cấn. Sáng tôi cứ lấn cấn chỗ này. Đau đầu vãi mấy không? Rồi ok hiểu rồi, 40 của 50. Rồi ok, được rồi. Nói chung là con này ngon, đỉnh. Nói chung là cứu vớt cái bộ tập ánh sáng được. Ông nào có con Simbad mùa này ngon, chắc tôi quay chắc hai con cuối tôi quay, chắc tôi không chuyển con Simbad luôn á, chắc tôi giữ hai con cuối mấy anh em. Rồi ok. Đấy, xong nha. BK đấu trường tối cao đơn đôi test hết cho mấy anh em xem.